Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món chả cá thác lát chiên dai và ngon. Các bạn nhìn thấy không nè, ăn rất là dai và ngon và thơm, bị ngán với các loại thịt này kia các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ nếu các bạn thấy thích thì chúng ta hãy bắt tay vào làm nhé. Đây là cá thác lát lông đá các bạn. Các bạn mua về, các bạn để ra ngoài cho nó hơi mềm tí xíu, rồi bắt đầu các bạn cắt nhỏ, các bạn cho vào máng, các bạn xay. Các bạn thấy không? Nó vẫn còn non lá, mình cắt khúc khúc cho. Mình xay. Cá thác lát này lông đá bạn để ra phía ngoài khoảng 2 tiếng cho nó bớt cứng, rồi bắt đầu mình xắt nhỏ ra, mình lấy dao mình xắt, các bạn thấy không, nó cục cục vậy, bắt đầu mình xay. Bây giờ mình tiến hành xay và quết cá nha các bạn. Để cần làm, mình cần phải có tỏi. Nếu mà các bạn có tỏi tỏi tươi thì các bạn cho khoảng 5-6 tép, các bạn xay ra, xay nhuyễn. Còn mình làm tỏi tỏi bằng tỏi bột. Mình tỏi bột mình cho 2 muỗng cà phê tỏi bột, tiêu 1 muỗng tiêu. Nếu mà các bạn thích ăn cay nhiều thì các bạn cho nhiều hạt nêm, các bạn cho 1 muỗng. Mình phải bây giờ mình giết trước tiên mình phải cần có tiêu, tỏi, bột, hạt nêm, đường, nước mắm, hành phi và dầu. Bây giờ mình trước tiên mình tiến hành xay. Các bạn xay quết cá mình phải xay bằng lưỡi dao bằng nhựa nha các bạn. Nó có hai lưỡi dao trong máy, một lưỡi dao bằng sắt, bằng inox dùng để xay thịt. Còn cái này là mình để quết cá thì mình xay bằng lưỡi dao bằng inox, lưỡi dao nhựa. Bây giờ mình tiến hành xay cho các bạn xem nhé.
mình xay được 5 phút rồi các bạn. Bây giờ mình mở ráp ra, mình bắt đầu mình cho gia vị vào. Rồi mình xay tiếp tục. Bây giờ mình cho, trước tiên mình cho bột nêm nha các bạn. Với 400g cá thác lát thì các bạn cho 2 muỗng cà phê bột nêm. Đường thì các bạn cho 1 muỗng cà phê đường. Tỏi bột các bạn cho mình 2 muỗng tỏi bột. Nếu mà các bạn có tỏi tươi thì các bạn làm khoảng 5-6 tép tỏi tươi, các bạn xay nhuyễn ra, các bạn bầm nhuyễn, các bạn cho vào xay luôn. Còn mình cho tỏi bột. Tỏi bột nó thơm lắm các bạn. Và tiêu, 1 muỗng tiêu, 1 muỗng cà phê tiêu. Nước mắm các bạn cho mình vào 1 muỗng ăn cơm nước mắm. Hành phi thì các bạn cho tùy thích. Mình cho khoảng 3 đến 4 muỗng hành phi. Hành phi sẵn rồi các bạn, mình làm mà xong mấy hôm trước rồi. 4 muỗng cà phê hành phi. Rồi bây giờ mình tiếp tục xay nha các bạn. Dầu thì một lát nữa mình mới cho tiếp nữa. Bây giờ mình trước tiên mình xay mấy cái này lên nè. Rồi các bạn xay được khoảng tí xíu các bạn chịu khó các bạn quết nó xuống. Những cái phía bên trên mình quết nó xuống cho nó xay được đều các bạn. Những cái phần nó dính bên trên nè. Rồi mình phải tiếp tục xay. Mình xay mà các bạn nhìn thấy đến khi nào mà các bạn thấy nó hơi mịn rồi bắt đầu mình cho dầu, nhà mình cho thì là vào nữa nha các bạn. Cá thác lát mà các bạn cần phải có thì là thì nó mới thơm. Các bạn tiếp tục xay. Rồi bây giờ mình lại, bây giờ mình cho vào đây. Mình xay thêm nữa là tổng cộng nãy giờ là mình xay được khoảng 8 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho 2 muỗng ăn cơm hành, mỡ hành phi các bạn, dầu hành phi á. Các bạn cho dầu hành phi vào thì nó sẽ rất là thơm. Mình cho vào 2 muỗng ăn cơm. Rồi bây giờ các bạn cùng mình cũng có thể cho thì là ngay từ bây giờ cũng được. Thì là mình chỉ có ở Đông Đá thì mình cho vào 2 muỗng thì là. Còn các bạn mà có thì là tươi thì các bạn cho vào một nắm. Tùy thích các bạn ăn nhiều hay ít thì là thì các bạn cho vào. Còn mình cho 2 muỗng ăn cơm thì là. Món cá thác lát các bạn cần phải có thì là thì nó mới ra đúng khẩu vị, cá thác lát mới thơm. Rồi mình cho vào, bây giờ các bạn ấy cái này xuống cho nó đều mà. Rồi bây giờ mình quết. Thank you.
giờ mình sẽ máy nó hơi ồn, các bạn thông cảm mình nha. Rồi bây giờ mình mở ra xem, đã được 12 phút rồi đó các bạn, mình xay tổng cộng là 12 phút. Là được rồi các bạn. Bây giờ các bạn có thể cho một tí xíu tiêu từ ở tiêu xay bằng máy. Tiêu này mình cho một ít vào, tiêu hạt nó thơm lắm các bạn. Bây giờ mình cho ra tô hay dĩa gì đó, rồi bắt đầu mình nắn thành viên để mình chiên. Rồi bây giờ mình cho cá ra hết ra một cái tô. Các bạn lấy cái muỗng, nếu mà các bạn mà không có máy xay giống mình thì các bạn cũng có thể quết bằng tay. Mình quết bằng máy cho nó lẹ, cho nó nhanh và nó tiện nữa các bạn không. Còn mà các bạn không có thì các bạn sử dụng muỗng ăn cơm, các bạn quết như thế này. Mình vô, các bạn cứ quết tới quết lui, quết khi nào đến mà các bạn thấy nó dẻo. Nếu mà quết bằng tay các bạn quết khoảng 15 đến 20 phút thì nó mới dẻo sánh mịn. Khi mà các bạn quết bằng tay thì các bạn phải để cá từ đông, cá đông các bạn phải để trong ngăn mát tủ lạnh đến khi mà nó mềm thì các bạn mới quết bằng tay được. Các bạn mới lấy cái muỗng các bạn quết. Còn mà các bạn có máy quết, quết bằng máy thì các bạn không cần phải để nó mềm, mình chỉ cần để trong ngăn mát khoảng 2-3 tiếng thôi là bắt đầu mình có thể mình đem ra máy mình quết. Nó vẫn còn cứng, mình sắc cục cục cho mình bỏ vào máy mình quết. Rồi bây giờ mình đã làm xong đó, bắt đầu mình tiến hành chiên. Rồi khi mà bắt đầu chúng ta bỏ dầu vào trong nồi, các bạn sử dụng cái nồi để các bạn cho lượng dầu nó ít hơn. Nếu mình sử dụng cái chảo nó to quá, mình dầu mình phải cho thật nhiều. Còn cái này mình trong nồi mình chỉ, các bạn phải cho dầu một tí xíu. Các bạn nhìn thấy dầu mình cho nó chừng khoảng 1/3 dầu, 1/3 dầu trong nồi thôi à. Rồi các bạn trước khi quết các bạn nhớ tay nhúng dầu để cho nó không có dính. Rồi các bạn có thể nặn form, nặn theo hình mình thích. Các bạn vo, trước tiên các bạn vo tròn lại. Các bạn nắm chặt lại, vo tròn lại rồi. Rồi các bạn đè bẹp nó ra. Còn mà khi mà các bạn ăn luôn thì các bạn chiên vàng hai mặt, còn bình thường là các bạn chiên như vậy thôi là được rồi. Chiên nó nở to, lúc mình đem ra ngoài lại thì nó sẽ xẹp lại.
mà dầu quá nóng thì các bạn vặn nhỏ bớt lại. Còn dầu nó nguội thì các bạn tăng lửa lên lại. Chiên sơ qua như vậy thôi các bạn thấy không? Rồi lúc nào mà các bạn ăn á thì các bạn lấy ra từ ngoài trong tủ đá, các bạn để trong ngăn mát qua một đêm, rồi các bạn bỏ vô cái chảo các bạn thôi. Lúc bây giờ các bạn đừng có cho nhiều dầu nha, lúc mà các bạn đã cho vô ngăn đá mát rồi các bạn lấy ra, các bạn chỉ cần cho một tí xíu dầu, các bạn chiên sơ qua thôi là nó đã chín rồi. Rồi các bạn cứ chiên lần lượt cho đến hết.